Tiểu Thiên ngồi trên giường cầm gương soi, cô nghĩ tại sao lần này cô không trở lại cơ thể ban đầu của mình. Và ngay cả khi cô ngất đi, chủ nhân ban đầu của cơ thể này cũng không quay lại. Chẳng lẽ linh hồn của cô ta đã đầu thai thành người khác rồi sao? Lúc này thái giám tới thông báo bệ hạ đang đợi Thiên quý nhân. Trứng cuộn, ta mang theo tất cả các loại bánh gạo mà nàng có thể thích. Tiểu Thiên nhìn một bàn bánh gạo trước mặt, cô vui mừng chúng chắc sẽ ăn ngon lắm nhỉ. Tiểu Thiên vui vẻ ăn, hoàng đế nhìn cô, hắn khẽ gọi trứng cuộn. Hãy lắng nghe những gì ta sắp nói và đừng nói với ai khác. Tiểu Thiên khó hiểu, hắn muốn nói cái gì chứ? Hoàng đế nghiêm túc nói, ta sẽ không ngủ với hoàng hậu. Vì ngày ngủ với hoàng hậu đã được quyết định từ lâu, vì vậy, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến đó, nhưng thực ra đó không phải là vấn đề quan hệ nam nữ. Tiểu Thiên thắc mắc nhìn hắn, tại sao ngài lại nói với nô tỳ điều này? Hoàng đế nói vì nàng đã bị sốc và ngất xỉu khi thấy ta đi tìm hoàng hậu. Tiểu Thiên lắc đầu, đó không phải là lý do cô bị ngất. Hoàng đế khá bất ngờ, vậy tại sao nàng lại ngất xỉu? Cô ấp úng không biết giải thích làm sao, chỉ là lý do thực sự làm tổn thương hắn. Cô không thể nói cho hắn biết về cơ thể ban đầu của cô, thật là chán nản. Hoàng đế nhíu mày gọi trứng cuộn. Cô đáp đợi đã, để cô sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút, cô cảm thấy tốt hơn là đi ngủ một giấc. Tiểu Thiên đứng dậy, cô hỏi tại sao đột nhiên, hoàng đế đáp bởi vì ta muốn gặp nàng khi nàng vẫn còn sống, ta có thể yêu nàng mà không cần cân nhắc mọi thứ. Thấy thái độ của hắn Tiểu Thiên sững sờ, cô hắng giọng và nói, tại sao bệ hạ lại tùy tiện đặt ra giới hạn thời gian cho cuộc đời của người khác chỉ bằng vài lời. Hoàng đế giải thích bởi vì nàng ngất xỉu và nôn ra máu mỗi lần, khi tỉnh dậy thì sợ hãi và bỏ chạy, xin nàng đừng tái phạm nữa. Thưa bệ hạ, ngài nói gì thế? Thế bệ hạ muốn nô tỳ không thức dậy à? Hoàng đế cảm thấy vô lý, tại sao nàng luôn hiểu sai ý hắn? Tại sao nàng lại ngất xỉu? Tiểu Thiên tức giận không trả lời được, bệ hạ nói nhìn xem, nàng thực sự ngất xỉu vì ta đấy. Cô đáp đó không phải là vấn đề, dù sao hiện tại cô hơi bối rối vì hắn đột nhiên yêu cầu cô thực sự ngủ với hắn. Nếu nàng không thích, nàng có thể từ chối. Chà, ta chỉ muốn nói với nàng rằng từ giờ trở đi sẽ đến lượt nàng lựa chọn. Cô cần chuẩn bị tinh thần một chút. Chuẩn bị tinh thần nào? Cô nghĩ ở chung phòng không phải là vấn đề. Vì thoạt nhìn hoàng đế rất đẹp trai và có dáng người chuẩn. Tất nhiên, cô có nghi ngờ rằng anh ta là một thái giám, nhưng cô có thể biết vấn đề đó nếu tự mình thử. Tuy nhiên, nếu cô có một đứa con thì sao nhỉ? Kể cả nếu cô tiếp tục sống ở đây, cô phải trả thù Gai Guan, người đã giết cô phải không? Nhưng cô không thể bỏ rơi con mình như cha mẹ đã bỏ rơi cô. Cô sẽ nuôi đứa trẻ đó như vàng ngọc, vậy việc trả thù có nên chỉ hoãn 20 năm không nhỉ? Tuy nhiên, một vấn đề khác lại nảy sinh. Tiểu Thiên rối bời trong suy nghĩ, các thành viên trong gia đình hoàng gia đều kết hôn sớm phải không? Đến lúc đó chắc cô đã có cháu rồi, bởi vì cô phải nhìn cháu cô lớn lên, vậy chúng ta nhất định phải đợi thêm 20 năm nữa, vậy tổng cộng là 40 năm chăng? Đứa bé kia cũng là thành viên hoàng thất, tất nhiên sẽ sớm kết hôn, rồi cô sẽ lại có chắt. Các cháu hãy quay chậm lại nhé, bà nội đau lưng quá. Nghĩ tới đây thôi Tiểu Thiên hoảng sợ há to miệng. Hoàng đế không biết Tiểu Thiên đang nghĩ gì, nhưng hắn biết cô đang nghĩ những điều rất kỳ lạ. Nếu cô chỉ hoãn việc trả thù trong 60 năm, Gai Guan sẽ là một ông cố luôn rồi. Hoàng đế nhìn trứng cuộn, xin đừng nghĩ ngợi một mình, hãy nói với ta, nàng đang nghĩ gì vậy? Không có gì đâu, nô tỳ chỉ là không muốn giết một ông già tóc trắng. Hoàng đế ngạc nhiên việc chúng ta ngủ chung có liên quan gì đến người già sao? Ý nô tỳ là cháu chắt của nô tỳ. Lúc này công công vội vã chạy vào thông báo. Bệ hạ, họ nói Lan quý nhân đã chết. Tiểu Thiên sững sốt nghe tin tức này, hai người họ nhanh chân đi đến cung của Lan quý nhân. Bên này Du quý nhân đang quỳ khóc ở giường của Lan quý nhân. Hoàng đế hỏi thái y chuyện gì đã xảy ra thế? Thần xin lỗi bệ hạ, khi thần đến, quý nhân đã ngã xuống. Tiểu Thiên chăm chú quan sát, nhìn bề ngoài Lan quý nhân giống như đang chìm vào giấc ngủ vậy. Hoàng đế ngồi một lúc rồi đứng dậy nói sáng mai hắn sẽ quay lại. Tiểu Thiên vẫn miên man suy nghĩ, nó khác với lúc cô ngất đi, đến sáng Lan quý nhân cũng không tỉnh dậy. Hoàng hậu nghe được tin cũng vội chạy tới xem tình hình. Làm sao điều này xảy ra được, Lan quý nhân trước đây có bệnh gì không? Nô tỳ suy nghĩ rồi đáp, mặc dù Lan quý nhân bình thường khỏe mạnh, nhưng gần đây sức khỏe của Lan quý nhân không được tốt. Cô ấy luôn nói rằng không thèm ăn và không ăn gì cả, và Lan quý nhân đã không ngủ được trong nhiều ngày liên tiếp. Lan quý nhân bị ốm sao? Nô tỳ đáp không, chỉ là... Lúc này Du quý nhân quỳ bên giường tức giận quay ra nhìn, cô ta xông tới túm lấy bả vai nha hoàn rồi hét lên, mau nói nhanh lên. Nô tỳ sợ hãi tái mặt nói gần đây Lan quý nhân đang lo lắng một chuyện. Cô ấy không thể ngủ được vì cứ nghĩ về điều đó. Hoàng hậu ngạc nhiên có chuyện gì mà phải lo lắng chứ? Nha hoàn không trả lời mà quay mặt ra nhìn Thiên quý nhân. Giây sau cô ta mở miệng nói đó là vì Thiên quý nhân, chủ tử của chúng nô tỳ đã phải chịu nhiều đau khổ vì Thiên quý nhân. Tiểu Thiên bị điểm danh thì ngơ ngác, cái gì? Vì cô sao? Du quý nhân giận dữ hét lên, Thiên quý nhân, lại là vì cô nữa, tôi biết chắc là như thế này mà. Tiểu Thiên ngồi không cũng trúng đạn thì bất bình, tại sao cô lại nói vậy? Chỉ vì tôi đến chỗ Lan quý nhân để học thêu thùa. Tôi đang làm phiền cô ấy à? Nô tỳ lắc đầu không, chủ tử của nô tỳ mang tội hãm hại Thiên quý nhân, cô ấy phải chịu sự bất công oan uổng.
Vì vậy trong thời gian này, Lan Quý Nhân đã đến chỗ Kim Ong tướng quân khám xét để điều tra, và cô ấy đã kiệt sức vì điều này. Hoàng hậu giật mình, hóa ra sự việc này đã khiến Lan Quý Nhân kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Tiểu Thiên càng sốc hơn, Lan Quý Nhân chết vì kiệt sức, vì quá mệt mỏi, vì bị điều tra ư? Điều này có đúng không? Mặc dù theo quan điểm như vậy, việc phẫn nộ với Kim Ong tướng quân là điều dễ hiểu. Nhưng đó không phải lỗi của Kim Ong tướng quân. Khi Tiểu Thiên về cung vì chuyện cái chết của Lan Quý Nhân mà cũng buồn bã suy nghĩ. Người hầu nghe tin Du Quý Nhân đã nói năng thô lỗ với chủ tử của mình, bọn họ khuyên cô đừng coi nó quá nghiêm trọng. Du Quý Nhân và Lan Quý Nhân sống cùng nhau trong cung điện từ trước, vì thế bọn họ đã là bạn rất tốt từ trước. Tiểu Thiên gật đầu, cô có thể thấy điều đó. Nô tỳ hỏi chủ tử thân yêu, người có buồn không? Tiểu Thiên nói buồn chứ, nha hoàn ngạc nhiên cô nói buồn nhưng lại không có khóc. Nghe vậy Tiểu Thiên trầm tư suy nghĩ, nô tỳ đứng bên cạnh đã khóc rất nhiều. Mặc dù lúc đầu nô tỳ ghét Lan Quý Nhân, nhưng chính cô ấy đã dạy chủ tử thêu thùa, vì thế nô tỳ nghĩ cô ấy là một người tốt. Nhớ lại chuyện này, Tiểu Thiên cũng thích Lan Quý Nhân, nhưng cô chỉ khóc khi cô cắt hành, một khi cô bắt đầu khóc, nước mắt sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu cô khóc, cô sẽ không thể nhìn thấy tình hình trước mắt. Bằng cách này, không có cách nào thoát khỏi tình trạng khó khăn, vì thế cô sẽ không khóc. Đây là một quyết định cô đã đưa ra từ lâu. Mặc dù đây không phải là chạy địch phải chạy trốn như hồi đó, nhưng tất cả trong tất cả, cô vẫn không muốn kết bạn nữa. Bên này công công báo với hoàng đế, mọi người đều bàn tán về việc Thiên Quý Nhân đã trốn thoát khỏi cõi chết trở về, thế là âm dương đem Lan Quý Nhân đi. Hoàng đế không vui, làm sao ai đó có thể tung ra những tin đồn lố bịch như vậy. Công công bình tĩnh nói, rốt cuộc hai quý nhân lần lượt tắt thở. Nhưng một trong số họ đã sống lại, còn người kia đã qua đời. Hoàng đế hỏi tình trạng của Thiên Quý Nhân và Du Quý Nhân thế nào rồi. Mặc dù Du Quý Nhân không ăn uống gì và tinh thần rất kém, nhưng Thiên Quý Nhân vẫn như thường, không có gì thay đổi. Nghe vậy hoàng đế bật cười, hình như trứng cuộn của hắn thực sự chỉ khóc khi gọt hành. Bên này tên mặt nạ nhận được tin tức cũng bần thần suy nghĩ, Lan Quý Nhân đã chết, thao túng linh hồn là cực kỳ nguy hiểm và có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Hắn không tự viết câu thần chú Cam Sun mà hướng dẫn người khác, cũng chính vì lý do này. Nói cách khác, cái chết của Lan Quý Nhân bằng chứng là câu thần chú đã có tác dụng rất tốt. Hắn tự lẩm bẩm, linh hồn của Thiên Thiên có thực sự ở trong cơ thể của cô ấy không? Nếu ngay cả Du Quý Nhân cũng chết, hắn có thể chắc chắn hơn. Tâm trạng của hắn bây giờ có chút phức tạp. Một mặt, hắn muốn xác nhận rằng linh hồn của Thiên Thiên đang ở trong cơ thể của cô ấy. Mặt khác, hắn hy vọng Thiên Quý Nhân không phải là Thiên Thiên. Trong cung Tiểu Thiên buồn bực liền đi tập võ, cô nhớ lại thời gian ở cùng Lan Quý Nhân, lúc cô ấy tặng cho cô chai thuốc bổ thận tráng dương, lúc cô ấy ân cần từng chút một dạy cô thêu thùa. Hai người họ nói cười vui vẻ bên nhau. Cô sẽ không bao giờ khóc, cô sẽ không khóc, Tiểu Thiên tự an ủi mình. Hãy luyện tập chăm chỉ và sử dụng điều này như một sự sao lãng. Cô nhớ tới lúc Du Quý Nhân lớn tiếng trách móc với cô. Nhân tiện, cô đã quên mất điều đó một thời gian. Cô phải tìm ra người đã giao dịch với Lan Quý Nhân và Du Quý Nhân. Anh ta nhất định phải biết bí mật linh hồn của cô nhập vào cơ thể này. Du Quý Nhân khoanh tay tức giận, tại sao cô vẫn còn dũng khí để đến đây? Nếu có chút xấu hổ thì không nên bước vào cung của cô. Tiểu Thiên nói tôi đến đây để hỏi cô một điều. Cô không nghe thấy những gì tôi vừa nói sao? Lan Quý Nhân vì ai đã đau khổ đến thế và cuối cùng đã chết? Tiểu Thiên hỏi gần đây cô có thấy người lạ không? Người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ rất đáng ngờ. Cô đang nói về cái gì thế? Đừng nói những điều vô nghĩa kỳ lạ nữa. Vâng, rất lạ, rõ ràng có người nói đã nhìn thấy Quý Nhân. Du Quý Nhân hơi hoảng liền cắt ngang lời Tiểu Thiên, ý cô là gì? Cô đã thấy gì ở tôi? Nếu cô không biết, hãy quên nó đi, tôi sẽ rời đi, nói rồi Tiểu Thiên đứng dậy. Du Quý Nhân hơi hoảng rồi cũng quyết định nói ra sự thật. Nghe xong Tiểu Thiên dầm mưa đi về cung của mình, cô không ngờ Du Quý Nhân sẽ ngoan ngoãn nói ra sự thật cho cô. Vì thế cô đã cố tình nói điều gì đó khiến cô ấy khó chịu. Cô đã đánh trúng chính xác vị trí của cô ấy nên Du Quý Nhân nhất định sẽ đến gặp người đó lần nữa. Hai nha hoàn nhìn thấy Tiểu Thiên thì sửng sốt, ôi chúa ơi, chủ tử, ngài ướt sũng hết rồi. Tiểu Thiên hỏi họ đã làm những gì cô yêu cầu làm chưa? Đó là một bộ đồng phục quân đội màu đen kiểu quần dài. Nha hoàn lấy ra một cái hộp rồi nói nô tỳ đã sẵn sàng, nhưng Tiểu Thiên cảm thán đây chẳng phải là quá tuyệt đẹp sao? Bệ hạ, ngài đã thật lòng an ủi cô ấy chắc chắn sẽ vô cùng xúc động. Dù Thiên Quý Nhân không thể hiện ra ngoài, nhưng chắc chắn lúc này cô ấy đang cảm thấy rất buồn. Tất nhiên là hắn phải an ủi cô ấy. Lúc này hoàng đế nhìn thấy một thân ảnh trên mái nhà, đó là người hắn mới nhắc, Tiểu Thiên đã mặc bộ đồ cô chuẩn bị rồi tung bay trên mái nhà. Hoàng đế tròn mắt nhìn chuyện gì đang xảy ra với người ăn mặc đẹp đẽ đó vậy? Tại sao từ nơi ở của Thiên Quý Nhân? Thưa bệ hạ, ngài bị sao vậy? Hoàng đế liếc mắt ra hiệu cho hộ vệ đi điều tra. Hộ vệ nhanh chóng bay lên mái nhà đuổi theo. Hoàng đế quay ra nói với công công không sao đâu, chúng ta vào thôi. Hắn vào phòng ngủ gọi trứng cuộn, nhưng không thấy nàng đáp hắn tiến sát giường, trứng cuộn nàng ngủ rồi à? Hoàng đế đứng lặng im một lúc rồi giật tung cái chăn ra, chỉ thấy phía dưới là một đống gối. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào cái giường.
Bên ngoài là một màn rượt đuổi của hộ vệ và thiên quý nhân, hộ vệ theo sát phía sau nàng. Hắn kiên trì hơn tưởng tượng của cô. Cô thầm xin lỗi rồi nhảy xuống góc khuất, hộ vệ cũng nhảy theo phía sau. Tiểu Thiên núp ở một bên đạp vào lưng hắn một cú, cô đưa nắm đấm tới rất nhanh hộ vé né được, hắn hoảng sợ đã suýt bị ăn một cú đấm của cô. Tiểu Thiên không bỏ cuộc kéo chân hắn lôi nện xuống mái nhà. Trong lúc hộ vệ đau không đứng dậy được thì Tiểu Thiên bay lên bỏ chạy. Hộ vệ hạ quyết tâm phải tìm ra người này là ai. Hắn khó hiểu, làm sao một sát thủ có thể mặc bộ quần áo lộng lẫy như vậy, khiến hắn cũng phải lóa mắt không chống đỡ được. Lát sau hắn quay về bẩm báo, hoàng đế hỏi sát thủ đã đi đâu. Xin lỗi, thưa bệ hạ, thuộc hạ lạc đường. Người đó đã trốn thoát được sao? Vâng, người này thật phi thường ạ. Vậy hãy để tôi thay đổi câu hỏi. Ngươi nghĩ gì về tên sát thủ đó? Hắn có phải là thiên quý nhân không? Hộ vệ nghe vậy thì ngạc nhiên. Ngoài thành du quý nhân đang đứng ở chỗ cũ đợi tên đeo mặt nạ. Tiểu Thiên núp ở bụi cây gần đó quan sát. Mặc dù hộ vệ dường như không nhận ra đó là cô, nhưng rõ ràng là anh ta đang bận, sao lại đến chỗ cô? Cô nên giải thích thế nào khi quay lại đây? Lúc này Tiểu Thiên đã nhìn thấy tên mặt nạ tới. Hắn cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn mình nên quay ra bụi cây nhìn thì không thấy gì. Tiểu Thiên núp ở đó hơi rén run cả người. Du quý nhân lên tiếng, thiên quý nhân đến gặp tôi. Cô ấy nghe như thể đã biết điều gì đó. Ngài có để lại manh mối nào không? Tên mặt nạ cười nói hành động của quý nhân hôm nay sẽ trở thành manh mối, trong miệng cô. Du quý nhân hét lên, tôi chưa làm gì cả ngoại trừ lần cuối cùng tôi gặp ngài. Tên mặt nạ cười cô ngu xuẩn, lần này cô cũng không đến gặp tôi à? Cô chỉ cần im lặng chờ đợi kết quả của việc được giao cho tôi là đủ. Du quý nhân thắc mắc làm thế nào để cô biết nếu hắn đã hoàn thành. Hắn đáp khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ nhét một chiếc kẹp tóc kiểu con bướm vào hiện trường. Đã biết. Vì thế xin đừng tìm kiếm tôi nữa, điều này không tốt cho cả hai chúng ta. Khi Du quý nhân đi về, Tiểu Thiên đi theo phía sau tên mặt nạ, hắn đang đi đâu thế? Tên mặt nạ đi vài bước thì ngoảnh lại nói ba chữ, đi ra ngoài. Tiểu Thiên hoảng sợ, hắn nhận ra cô đang theo dõi hắn sao? Tiểu Thiên mạnh dạn nắm chặt thanh đao trong tay rồi bước ra ngoài, cùng lúc này tên mặt nạ cũng tháo mặt nạ xuống. Hắn nói đã lâu không gặp rồi, tôi là học giả chịu trách nhiệm giảng dạy. Tiểu Thiên ngạc nhiên, học giả đó là anh ta à? Ha ha, bây giờ cô đã biết tôi là ai, không có cách nào tôi có thể giữ cho cô mạng sống. Còn chưa nói xong Tiểu Thiên đã phi đoản đao đập vào mặt hắn làm đòn tấn công phủ đầu. Sau đó cô bắt và trói hắn lại, cô dùng đoản đao dí vào cổ hắn và hỏi lý do mà mình thắc mắc. Tại sao hắn lại để Lan Quý Nhân và Thiên Quý Nhân chôn những ghi chú kỳ lạ? Hắn cười nhẹ hỏi có phải cô đang đề cập đến tờ ghi chú có nội dung Thiên Thiên trở về không? Nói xong hắn cười to lên ha ha ha, quý nhân tuy đã lâu không luyện võ, nhưng lại rất nhanh nhẹn. Nội lực tuy không sâu nhưng đã khuất phục được các cao thủ võ thuật. Có kinh nghiệm, nhưng không có dấu vết luyện tập võ thuật, cô không nghĩ rằng điều này là vô lý sao? Tiểu Thiên vẻ mặt nghịch ra, hắn đang nói gì thế? Tên đeo mặt nạ nói tiếp, nếu muốn giải quyết tình huống này một cách hợp lý thì chỉ có một khả năng. Thiên quý nhân cao quý, cô có phải là cao thủ Thiên Thiên không? Tiểu Thiên không chút do dự, cô kiên quyết đáp không? Tên mặt nạ ngơ ngác, không sao. Hắn thở phào, đó là những gì hắn muốn. Dù sao thì cao thủ Thiên Thiên cũng là người mà hắn ngưỡng mộ. Đương nhiên không thể là cô, một cái nổi danh ngu ngốc thứ thiếp. Nghe vậy Tiểu Thiên mặt bừng bừng hỏa khí, cô cốc đầu hắn một cú, bốp bốp, tên mặt nạ đau là oai oái xong ngất mất tiêu. Cái gì? Ngu ngốc? Sao hắn dám gọi cô là ngu ngốc? Tiểu Thiên phân vân, cô có nên trực tiếp loại bỏ hắn không? Không, hắn nói rằng cao thủ Thiên Thiên là người mà hắn ngưỡng mộ, và những người như vậy rất hiếm. Trước tiên hãy trò chuyện vui vẻ nhé. Một lát sau tên mặt nạ tỉnh lại, hắn kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt thiên quý nhân sát ngay trước mắt, cô hỏi tại sao hắn lại tìm kiếm cao thủ Thiên Thiên làm gì. Hắn quay mặt đi lạnh lùng nói nếu ngươi không phải cao thủ Thiên Thiên, ta cũng không có gì để nói. Tiểu Thiên chỉ vào mặt mình, ta chính là cao thủ Thiên Thiên. Thái độ hắn kiên quyết là cô nói dối, cô đang đùa tôi à? Bởi vì cao thủ Thiên Thiên thích tự do, mạnh mẽ và cứng cỏi như gió, hắn rơi lệ gào lên khiến Tiểu Thiên cảm động, nhưng giây sau hắn nói tiếp. Cô ấy không ngu ngốc như cô, thế là dứt lời bị Tiểu Thiên đấm một cú như trời giáng vào đầu và xỉu thêm lần nữa. Bỗng Tiểu Thiên nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô ngạc nhiên đó là ai? Người này đang đi về hướng này. Cô đang vội nên nhanh chóng vác hắn lên vai và bỏ chạy. Chẳng mấy chốc bên ngoài có một đám người mang một tên trùm đầu đi về phía này, bọn họ mở cửa ném người đó vào phòng. Tiểu Thiên trốn một bên im lặng quan sát, lúc này tên mặt nạ từ từ tỉnh lại. Tiểu Thiên chạm vào điểm huyệt câm của hắn, và hắn sẽ không thể nói được trong một thời gian ngắn. Cô chọt một lỗ ở cửa và nhìn vào trong phòng, Tiểu Thiên tròn mắt nhìn người đang đứng trong phòng, đây không phải là Tề Phi sao? Tại sao cô ấy ở đây? Tên thái giám bị trùm đầu mang tới quỳ lại xin hãy thương xót, thưa Tề Phi, hãy tha cho nô tỳ. Cô ta hỏi ngươi đã đặt những món đồ bị đánh cắp ở đâu? Nô tỳ không biết ngài đang nói về điều gì. Không phải ngươi đã ăn cắp lá thư sao? Hãy trung thực khai báo, sau đó một loạt tiếng đánh binh binh bốp bốp vang lên. Tiểu Thiên thầm suy nghĩ, đồ bị đánh cắp, Tề Phi, thái giám. À, có lẽ là do chuyện xảy ra lần trước.
có một thái giám đã trộm đồ của Tề Phi rồi bỏ trốn. Trong lúc cô đang suy nghĩ, tên mặt nạ tỉnh lại và đang cố gắng cởi dây trói. Tiểu Thiên thất thần, hắn tranh thủ đưa chân ra đá cho cô một cước. Tiểu Thiên chống tay nhìn chằm chằm hắn, cô tung một cú đá vào cằm hắn, bang một cái, hắn bị đá bay ra chỗ Tề Phi. Nghe tiếng động, Tề Phi và thái giám quay ra nhìn hắn. Hắn nghiến răng tức giận nhìn Thiên quý nhân, chỉ thấy cô chống cằm nhe hàm răng trắng sáng ra cười cười. Tề Phi định thần lại hét lên, bắt hắn lại. Mấy tên thái giám nhanh chóng lao tới, tên mặt nạ nhún chân nhảy lên, đôi mắt phát sáng, hắn tung cú đấm vào một tên thái giám, lại xoay cù trỏ húc vào mặt một tên thái giám khác, rồi lên gối thúc vào bụng một tên thái giám nữa. Chẳng mấy chốc ba tên thái giám nằm la liệt dưới đất. Hắn tiến gần lại chỗ Tề Phi, cô ta kinh ngạc, ngươi không phải là học giả đó sao? Hắn cười, có vẻ Tề Phi đang tra khảo thái giám. Tề Phi gật đầu, đúng, có một tên hoạn quan đã trộm đồ của ta. Và đây là những gì đã xảy ra trong quá trình truy tìm người đó. Hắn nói vấn đề này nên để tướng quân khám xét giải quyết, không phải do cá nhân cô xử lý. Cô hỏi làm sao hắn biết rằng cá nhân cô đã xử lý vấn đề này? Hay hắn chấp nhận nhiệm vụ từ người khác? Và hắn đã có thể chinh phục được tất cả, hắn đã che giấu sự thật rằng hắn biết võ thuật. Hắn mỉm cười, hãy cứ coi như chuyện xảy ra hôm nay chưa từng xảy ra thì sẽ tốt hơn, cho cả hai. Tề Phi xoay người đi, nhắc nhở hắn cẩn thận mồm miệng. Cô ta quát các tên thái giám mau đứng dậy và nhanh chóng rời đi. Tên mặt nạ cố mỉm cười, khi Tề Phi đi thì nụ cười của hắn cũng tắt. Hắn nhìn căn phòng kế bên và mở cửa ra, hắn hỏi Tiểu Thiên vừa rồi đạp hắn ra điều đó có nghĩa là gì. Tiểu Thiên cười sán lạn, chính hắn là người đẩy cô trước, cô chỉ trả lễ lại mà thôi. Tên mặt nạ ôm đầu, tôi vẫn không thể tin được cô chính là cao thủ Thiên Thiên. Vậy ngươi có biết thi thể của Thiên Thiên ở đâu không? Cao thủ Thiên Thiên đâu? Tiểu Thiên vui vẻ cười, tên mặt nạ mắng một tiếng chết tiệt, hắn lại biết thi thể này đang bị trưởng nhóm giữ lại. Trưởng nhóm của chúng tôi đã tìm thấy cao thủ Thiên Thiên đã chết và muốn cứu cô ấy. Tuy nhiên, do kỹ thuật không hoàn hảo nên kế hoạch đã thất bại. Tiểu Thiên ngạc nhiên, ảo thuật sao? Vì vậy, lần đầu tiên tên đó biến cơ thể mình thành một thây ma, sau đó tìm kiếm linh hồn. Tiểu Thiên khó hiểu, thây ma sao? Điều này có nghĩa là gì? Người nói cho nó rõ ràng. Thật khó để nói với cô mọi thứ ở đây. Hắn nhếch môi cười, tóm lại, chúng ta sẽ gặp lại sau. Lúc này bên ngoài bầu trời tối đang đổ mưa tầm tã. Trong phòng hoàng đế cũng kiên nhẫn chờ Thiên quý nhân. Một lát sau Tiểu Thiên đội mưa trở về nở nụ cười nhìn hoàng đế. May mắn thay, cô đã thay quần áo ở sân tập bí mật. Hoàng đế hỏi trứng cuộn của chúng ta đã đi đâu và tại sao bây giờ lại quay lại. Cô tỉnh bơ đáp, nô tỳ có thể đi đâu khác được. Tất nhiên là nô tỳ đi dạo rồi. Đi dạo vào một ngày mưa sao? Hoàng đế khó mà tin được lý do này. Tất nhiên, nô tỳ yêu những ngày mưa. Sau đó nàng bảo người giúp việc đi ngủ sao? Vâng, nô tỳ thích hành động một mình. Hoàng đế cầm lấy cái khăn trên bàn lau tóc cho cô. Trứng cuộn, ta thấy ai đó rời khỏi phòng của nàng. Tiểu Thiên tỉnh bơ hỏi, thật sao? Người đó là ai? Người đó là ai sao? Vốn dĩ ta muốn xem người đó là ai, nhưng khi bước vào thì phát hiện nàng không có trong phòng. Nô tỳ đã đi dạo và ngay từ đầu đã không ở trong phòng. Nô tỳ không biết ai đã đến đây khi nô tỳ đi vắng. Hoàng đế cầm lên bộ y phục sạch, phải, chuyện này xảy ra khi nàng đi vắng nên ta không nên hỏi nàng. Nàng có thể bị cảm lạnh nếu mặc quần áo bị ướt do mưa, vì vậy. Còn chưa nói xong đã thấy Thiên quý nhân giữ lấy y phục từ tay hắn. Hoàng đế hỏi, nàng có tiếc khi đưa nó cho ta không? Tiểu Thiên nói, bệ hạ mặc quần áo của riêng bệ hạ, nô tỳ chỉ có váy ngủ mùa hè này thôi. Hắn đổ mồ hôi giải thích, ta không muốn tự mình mặc nó, ta muốn giúp nàng thay quần áo. Hoàng đế nóng cả người ngồi xuống, hộ vệ vội quạt cho hắn mát. Tiểu Thiên từ chối, không, nô tỳ không phải là một đứa trẻ, nói rồi cô cởi bỏ quần áo ướt, nô tỳ có thể tự mình thay quần áo. Hoàng đế nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy cô trút bỏ y phục ướt cái dục trước mặt hắn. Miệng hắn mở to nhét vừa mấy quả trứng gà, chết tiệt, trứng cuộn. Hoàng đế nhảy dựng lên che mắt hộ vệ lại. Tiểu Thiên khó hiểu, có chuyện gì vậy? Đây là lần đầu tiên bệ hạ nhìn thấy cảnh tượng này phải không? Hộ vệ còn chưa hiểu chuyện gì thì hoàng đế đã xô hắn lên giường, còn với cái chăn trùm lên người hắn, Tiểu Thiên khó hiểu tại sao bệ hạ lại bắt nạt hộ vệ chứ? Đó không phải là do nàng sao? Làm ơn đừng cởi quần áo ở khắp mọi nơi, được không? Tại sao? Nô tỳ cảm thấy thật khó chịu khi mưa làm ướt quần áo. Và với nô tỳ thì không sao cả, nô tỳ không bận tâm đến những chuyện như thế này. Nhưng ta quan tâm, hắn lớn tiếng nói rồi đẩy cô ra ngoài. Hộ vệ thân yêu bị bệ hạ trùm chăn chỉ biết khóc ròng không dám nhúc nhích. Sáng hôm sau hoàng đế hỏi, công công đã kiểm tra dấu vết của sát thủ chưa? Công công nói người này thành thạo khả năng tàng hình, không còn dấu vết. Ngô công công, những gì Kim Mông tướng quân đã nói trong báo cáo trước đó. Có thể là Thiên quý nhân trước khi vào cung, ngươi nghĩ gì về việc sống với hai thân phận? Sau khi Thiên quý nhân vào cung, võ giả tên là Thiên Thiên kia, các hoạt động chưa bao giờ dừng lại. Nàng không nên giống như cao thủ Thiên Thiên. Đúng rồi, chả lẽ trứng cuộn lại có liên quan đến cao thủ Thiên Thiên? Con gái hợp pháp sinh ra trong một gia đình quý tộc và lớn lên được nuông chiều, nàng khác hoàn toàn với cô võ sĩ khét tiếng. Bệ hạ, Heo Háp tướng quân muốn gặp ngài. Mời vào.
nói cho ta biết, ngươi đã phát hiện ra điều gì về cao thủ Thiên Thiên chưa? Thần phát hiện ra rằng cao thủ độc ác Thiên Thiên rất giỏi võ thuật, có những nghi ngờ về nguồn gốc sức mạnh của nó. Và cô ta thường là một người chuyên chế, làm bất cứ điều gì cô ta muốn và bản chất là tàn nhẫn. Hoàng đế hỏi còn gia đình hay các mối quan hệ thì sao? Dù cô ấy đã có người yêu nhưng tên kia chỉ là vui đùa thôi, mục đích của hắn là muốn thoát khỏi cao thủ Thiên Thiên. Người ta đồn rằng người suýt giết chết cao thủ Thiên Thiên chính là người tình đó. Thật sự sao? Đúng vậy, người này là anh họ cùng một gia đình với quý nhân mới tuyển vào. Hơn nữa trong quá trình điều tra cũng biết được một điều liên quan. Có chuyện gì vậy? Tổ chức Bay Sa He sẽ sớm hợp lực với giáo phái quỷ. Tổ chức Bay Sa He, mặc dù ta cũng đã nghe nói về tổ chức này khi điều tra, nhưng vì lúc đó họ được cho là một nhóm nhỏ và yếu nên ta không để ý lắm. Nhưng nếu là ma giáo thì lại là chuyện khác. Ma giáo là một tổ chức hùng mạnh mà ngay cả những người bình thường cũng sẵn sàng tuân theo. Nơi ở của tổ chức Bay Sa He khiến hoàng đế rất lo lắng. Đó là trường hợp thần sẵn sàng điều tra trực tiếp. Được rồi, He Ốc Háp tướng quân hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Vâng, thưa bệ hạ. Hắn nhận lệnh và rời đi qua cung của Thiên Quý Nhân. Đã lâu không gặp, Thiên Quý Nhân thân yêu. Cô dạo này thế nào? Tiểu Thiên nhớ rằng tướng quân He Ốc Háp và Lan Quý Nhân dường như đã lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã. Chắc hẳn ngài ấy cảm thấy khó chịu khi người từng là vợ sắp cưới của mình qua đời. Cô gái gáy ngượng ngùng nói tôi khá tốt. Tuy nhiên, tướng quân He Ốc Háp trông có vẻ rất hốc hác và không ổn. Hắn siết chặt ly nước, thật ra mỗi khi nghĩ đến Lan Quý Nhân, lòng hắn trở nên nặng trĩu. Tướng quân He Ốc Háp, chắc hẳn Lan Quý Nhân đã đến thiên đường rồi. Tôi cũng nghĩ thế. Mặc dù thỉnh thoảng cô ấy có vẻ hung dữ, nhưng trong lòng tôi cô ấy vẫn là một người tốt. Sẽ có một khoảng thời gian chúng ta không thể gặp nhau. Vì vậy hôm nay tôi đến để nói lời tạm biệt với Thiên Quý Nhân. Hả? Ngài sắp có một chuyến đi dài phải không? Ở trong cung điện sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu, vì vậy tôi muốn tập trung toàn bộ sức lực của mình vào việc vặt. Tôi hy vọng cô sẽ luôn được bình an vô sự, hãy sống thật tốt. Tôi có thể cảm thấy thoải mái như vậy không? He Ốc Háp mỉm cười, Lan Quý Nhân cũng hy vọng cô sống tốt. Nghe vậy Tiểu Thiên gật đầu cảm ơn hắn. Bên này người tình cũ của Tiểu Thiên, Gai Quân về phủ thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Một người bước vào hỏi hắn đang có kế hoạch lẻn vào giáo phái quỷ sao? Bởi vì có tin đồn cao thủ Thiên Thiên đã xuất hiện. Gai Quân ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Dù sao thì ta cũng là em trai của anh cả. Trong trường hợp này, ngươi cũng nên biết rằng ta sẽ không thay đổi quyết định. Hắn tức giận, hắn không hiểu, người phụ nữ đã từng làm tổn thương anh cả của hắn thì có gì tốt. Đừng nói thế, ngươi có tin Thiên Thiên còn sống không? Người phụ nữ đã tự sát đó. Biết rõ đại ca sẽ nhìn thấy thi thể của cô ta, nhưng cô ta vẫn kiên quyết lựa chọn cái chết. Hắn biết rằng cao thủ Thiên Thiên đã chết, bởi vì hắn đã nhìn thấy nó bằng chính mắt mình. Vậy tại sao ngươi biết đó là giả? Ngươi vẫn muốn đi xem nó sao? Gai Quân nhớ tới cách đây không lâu đã gặp lại cô, nhìn thấy vết sẹo trên bàn tay cô khi đưa tay lên đỡ nhát kiếm. Gai Quân siết chặt tay, nếu ai đó giả vờ là Thiên Thiên, hắn sẽ giết chết người đó. Vẻ mặt Gai Quân đằng đằng sát khí, không ai có thể làm hoen ố danh tiếng của Thiên Thiên. Thế thì ngươi hãy gặp em họ xong rồi đi nhé. Hắn ngạc nhiên, An Quý Nhân không phải ở trong cung sao? Nghe nói rằng các thành viên trong gia đình có thể đến thăm cung điện vào ngày đó, sắp tới sinh nhật cô ấy rồi. Nếu lần này không gặp được em ấy, không biết lần sau sẽ gặp được khi nào. Đúng vậy, và anh cả là một trong những anh hùng giỏi nhất trong giới võ thuật. Một số người chắc chắn sẽ quan tâm. Có lẽ điều này có thể giúp được An Quý Nhân. Trong khoảng thời gian này, anh cả tôi cũng nhân cơ hội này xem xét lại. Hãy đi xem chuyện Thiên Thiên có thực sự đúng không? Trong cung có một nô tỳ của An Quý Nhân tới chào Tiểu Thiên, cô ta hỏi bây giờ Thiên Quý Nhân có thời gian không? Tiểu Thiên khó hiểu, tại sao cô ta lại đến gặp cô chứ? Cô đáp có thời gian, nhưng tại sao? Thực ra hôm nay là sinh nhật tiểu chủ nhỏ của nô tỳ. Tiểu chủ nhỏ nói, nếu Thiên Quý Nhân không phiền, hãy đi và ở lại với cô ấy. Hôm nay là sinh nhật của cô ta sao? Nhưng cô đã không chuẩn bị sẵn món quà sinh nhật nào cả. Tiểu chủ nhỏ của nô tỳ sợ người gánh nặng nên cố ý đợi đến bây giờ mới nói. Chủ tử nhớ nô tỳ nói cho người biết, chỉ cần người có thể đi không cần quà. Cô ấy nói vậy, đương nhiên Tiểu Thiên không thể từ chối được. Thấy cô tới An Quý Nhân hưng phấn, Thiên Quý Nhân, tôi vẫn đang đợi cô, tôi thực sự rất vui vì cô có thể đến. Thật tuyệt vời khi mọi người đến với nhau như thế này. À, đây là anh họ của tôi. Tên anh ấy là Gai Won. Tiểu Thiên sững sốt quay ra nhìn người yêu cũ đã giết mình. Tên đó khẽ gật đầu với cô. Cô khó hiểu tại sao Gai Won lại ở đây,